Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Điện thoại Thanh Điền. Hôm nay là chiều ngày 10 tháng 12 năm 2024. Mình có một số mặt hàng mới về, mình muốn cập nhật và gửi đến mọi người. Trước khi bắt đầu thì mình xin nói sơ về cái phương thức bán hàng của bên mình để cho những người lần đầu tiên đến với kênh của mình được hiểu rõ hơn về cách thức bán hàng của bên mình. Đặc biệt bên mình bán hàng là bảo hành 3 tháng sửa chữa miễn phí cho mọi người ha. Nếu như trong quá trình 3 tháng sử dụng máy có lỗi làm gì, mọi người cứ liên hệ với mình. Bên mình sẽ cho người đến tận nhà mọi người để nhận máy bảo hành luôn nha. Mình không cần phải đi đâu cả nha mọi người. Và cái phí gửi đi gửi về trong quá trình bảo hành bên mình cũng sẽ chịu luôn. Bên mình bán hàng không cần phải đặt cọc trước nha. Mọi người mua hàng thì nhắc máy lên gọi trực tiếp số điện thoại 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo đó, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những người nào ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy, mình ưng ý con máy nào đó thì mình mang về mình sử dụng. Còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người nha. Mình được kiểm tra trước khi thanh toán. Đúng hàng đúng máy thì nhận, không đúng cứ hoàn trả cho mình, không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng mình ha. Thì bên mình bán hàng thì tất cả những dòng sản phẩm có giá trị trên 1 triệu mình sẽ bao phí ship cho mọi người ha. Còn những dòng mà giá trị thấp hơn thì mình có tặng sạc trên một số dòng thôi. Thì này mọi người chú ý ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Một con Oppo A9 nha. Này là A9 2020, máy màu trắng rất là đẹp luôn mọi người. Vỏ sườn không chày xước ha. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chày xước luôn. Thì con này là bộ nhớ của máy là RAM 8 cộng 4 nha. Bộ nhớ là 128GB. Sử dụng pin là 5000mAh. Đây chạy con chip Snapdragon 665 này ha, chip 665. 128GB pin thì pin 5000 nha. Con này đuôi sạc là đuôi sạc taxi, đuôi sạc lớn, vỏ sườn đẹp như mới luôn. Thì nguyên con máy thế này hôm nay mình bán giá là 1.8 triệu nha. Mã số là 114. Cái này nó bị dính dơ này mọi người. Chùi ra là đẹp như mới ha. Con này bóng đẹp, không chày xước, không ám mố luôn nha. Đẹp trên 95%. A9 2020 nha. RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 128GB, pin 5000, giá là 1.8 triệu nè, mã số 114. Thì cái giá này mình cũng đã bao gồm phí ship và có tặng sạc cho mọi người luôn rồi ha. Và đây là một con VS Max Joy 4 nha. VS Max Joy 4, máy này máy chính hãng này của hàng Việt Nam sản xuất nha mọi người. VS Max Joy 4 ha. Thì đang chạy phiên bản Android 11 nha. Con này là RAM 3, bộ nhớ 64GB, bộ nhớ 64GB. Máy nguyên zin nha, màn hình zin nó hơi vàng hai góc nhẹ xíu nè, vỏ này cũng vỏ zin men zin. Nói chung là đây là nguyên một con máy zin chưa sửa chữa gì cả nha. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 1.2 triệu, mã số là 115. RAM 3 nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin này pin 5000, con máy này pin cực kỳ là cầm pin luôn ha. Chụp hình sáng đẹp nè, rất là rõ luôn. Thì nguyên con máy thế này giá chỉ có 1.2 triệu thôi, máy chính hãng nha, máy nguyên zin luôn mọi người. Đó, chụp hình là sáng đẹp nè, rất là rõ luôn ha. 1.2 triệu nha, bao gồm là có phí ship và tặng cho mọi người một bộ sạc luôn ha. Máy rất là cứng cáp nha, nguyên zin. Đây là một con Samsung Galaxy J7 Prime nha, thì máy chính hãng của Samsung luôn nha mọi người. Màn hình thì sáng đẹp ha, con này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin là 3300 nha. Thì con này màn hình rất là đẹp mọi người, chụp hình rất là rõ nét ha, màn hình sáng đẹp, vỏ sườn cũng rất là mới luôn. Nói chung là con này nhìn ngoại hình thì đẹp như mới luôn ha, nhưng mà giá thì chỉ có 800k thôi nè. 800k, mã số 113 nha. Thì con này mình bán là có tặng sạc nhưng không có bao phí ship cho mọi người ha. Riêng những dòng này bên mình có rất là nhiều nha mọi người, rất là nhiều luôn. Số lượng cũng có nhiều ha. Màu vàng gold nha. Thì những cái máy mà vỏ chày chày hơn, cũ hơn á, thì mình bán là 700k. Còn những cái máy bóng đẹp như mới như thế này nè thì mình bán chỉ có 800k thôi, có tặng sạc nữa nha mọi người. RAM 3 ha, J7 Prime này máy chính hãng của Samsung nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin này pin 3300. Pin này thì mình là sạc đầy, mình xem YouTube liên tục có thể từ 3 đến 4 tiếng nha mọi người. Pin cũng khá là cầm ha. Thì giá là chỉ có 800k nè, mã số là 113, J7 Prime nha. Đây là một con Oppo A53 nha. Con này thì nói chung là màn hình rất là sáng đẹp mọi người. Màn hình sáng đẹp nè. RAM thì RAM 4GB nha. Để mình cái này mình mới cập nhật lại đó, cho nên nó đòi hỏi nhiều cái lắm. Mình bỏ qua đi ha. Đây là đây cái phần giới thiệu về thông tin là bộ nhớ thiết bị luôn nè ha. Bộ nhớ 128GB nè. Android hiện tại là Android 12 nha. RAM 4 cộng 1. Đó, con này pin 5000 rất là cầm luôn mọi người. Ngoại hình thì vỏ sườn bóng đẹp nha. Máy nói chung là ngoại hình còn khoảng 95%, đẹp như mới luôn mọi người. Thì hôm nay nguyên con máy như thế này là mình bán với cái giá là 1.500.000 nha, mã số là 106. Riêng con máy này mình có tặng đầy đủ phụ kiện và bao luôn phí ship cho mọi người ha. Máy này chụp hình rất là rõ luôn nha mọi người.
Mình sẽ mở cái cam vô ha. Mình mới có khôi phục lại đó cho nên là nó đòi hỏi nhiều cái lệnh, mình bấm cho phép nha. Đó, camera chụp hình rất là sáng đẹp luôn ha. Thì nguyên một con máy thế này ha, chụp hình rõ nha. Mình bán với cái giá là 1,5 triệu, mã số là 106, Oppo A53 nha mọi người. Và đây là một con Oppo A16K nha mọi người, A16K ha, màn hình rất là sáng đẹp nha, cảm ứng mượt mà. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây. Phiên bản Android hiện tại của máy là Android 11, RAM là RAM 3+1 nha, đây nè. Bộ nhớ lưu trữ là 32GB, con này là sử dụng pin 4230mAh ha, màn hình sáng đẹp, chụp hình thì rất là rõ nét nè. Đó, thì máy này mới cập nhật lại cho nên mình cũng cấp mấy cái lệnh cho nó ha, đây, chụp hình rất là sáng ha. Cảm ứng mượt. Ngoại hình thì vỏ này vỏ zin, nói chung là cũng có nó nứt một đường chỗ này nè, cũng còn khá là cứng cáp ha. Nguyên con máy thế này hôm nay anh bán giá là 1,3 triệu, mã số là 110. Oppo A16K nha, RAM 3+1, bộ nhớ 32GB, pin 4230, màn hình rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 1,3 triệu thôi, mã số là 110. Máy này mình có tặng sạc và bao luôn phí ship cho mọi người nha. Và đây là một con iPhone 7 Plus nha mọi người. Thì máy là máy zin nha, màn hình thì mình đã thay rồi, màn hình này màn hình zin C11, nói chung là hiển thị cũng rất là đẹp nha. Màn hình hiển thị đẹp, cảm ứng mượt mà. Và đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con iPhone 7 Plus này nha. Phiên bản iOS hiện tại là 15.8.3 nè. Này là của VN là, này là bản này bản Việt luôn đó mọi người. Bộ nhớ lưu trữ là 32GB ha. Vân tay thì rất là ok nha. Để mình test thử các chức năng của máy cho mọi người xem đây. Thì máy mình bán cũng đã, máy cũ đã qua sử dụng rồi cho nên tình trạng như thế nào mình báo đúng tình trạng như thế ha. Mọi người đang xem like nhớ bấm cho mình một like nha, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình luôn ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trở lại con máy này thì vân tay rất là nhạy ha, pin nè. Pin thì tình trạng pin hiện tại của máy là còn 100%. Màn hình thì sáng đẹp ha. Và đây là cái cam của máy đây. Máy này 2 cam sao nha, chụp hình thì hiện tại cái cam đang bị rợn sóng nha mọi người. Tí xíu đó mình sẽ thay cái cam khác cho mọi người, nói chung là cam này nó bị rung nè. Mình sẽ bao cho mọi người là cam chụp hình đẹp ha. Đó, cam đang bị rung nha. Cam trước cam sau mình sẽ bao đẹp, thì vỏ sườn là ngoại hình của máy đây. Vỏ sườn cũng có hơi chày nhăm nhăm nha, nó cấn nứt một đường như thế này, nói chung là không ảnh hưởng gì nha. Vỏ này vỏ zin, màn zin. Zin màn này màn C11 nha. Men cũng zin chưa sửa chữa luôn, vân tay rất là ok. Thì nguyên con máy thế này, hôm nay mình bán với cái giá là 1,6 triệu nha, mã số là 109. Đây là một con Samsung Galaxy A20s nha. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình zin, zin nó hơi ngã hồng nha mọi người. Hiển thị thì rất là sáng đẹp ha, con này chụp hình cũng rất là rõ nét nè. Để mình quay cái cam lại nha. Đó, chụp hình rất là sáng luôn. Thì nguyên một con máy như thế này, máy là máy nguyên zin luôn. Thì hôm nay mình bán giá là 900k nha, mã số là 87. A20s nha mọi người, 3 cam sao, 1 đèn led, chỗ này là có cái vân tay cho lưng luôn ha. Máy nguyên zin nè, màn zin hơi ngã hồng nhẹ nè mọi người. Đó, thì RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB nguyên zin. Giá là 900k, mã số 87. Thì con này mình có tặng sạc nha, tặng sạc không có bao phí ship, chỉ có tặng sạc thôi nha. 900k, mã số 87. Và đây là một con Samsung Galaxy A22, máy này là máy nguyên zin nha mọi người, màn hình zin, men zin, vỏ zin luôn. Thì đây là cái phần giới thiệu về cái bộ nhớ của máy đây. Cái màn hình thì mọi người nhìn thấy nó hơi giật giật, hơi rợn sóng. Đây là nó do nó bị nhiễu thôi nha, nó nhiễu sóng cái camera mình đang quay đó. Chứ ở ngoài là màn hình nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là cái thông tin về bộ nhớ của máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB RAM 6 nha. Cái này RAM 6GB, màn hình AMOLED rất là đẹp luôn mọi người, hiển thị sắc nét ha. Chụp hình rất là rõ nè. Thì nguyên một con máy như thế này, máy zin hoàn toàn luôn ha. Mình bán với giá là 2,7 triệu nha, mã số là 110. Thì con máy là mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn nha. Máy nguyên zin luôn mọi người, màn zin, men zin, vỏ zin ha. Màn hình đặc biệt là màn hình Super AMOLED rất là đẹp luôn mọi người, màn hình sáng đẹp không ám muốn nha. 2,7 triệu, mã số là 111. Một con Realme C1 nha, máy này là máy nguyên zin luôn nha mọi người, màn hình thì sáng đẹp nè. Thì này nó cái nút nguồn, nó nút tăng âm lượng nó hơi bị chậm chạm nhẹ một chút ha, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha, máy vẫn sử dụng được bình thường. Cái này nút tăng âm lượng này mình sẽ xử lý cho mọi người ha. Con này thì RAM 2, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy nha. RAM 2 là bộ nhớ 16GB, pin là 4230 nha mọi người. Thì con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét, mình sẽ test cam cho mọi người xem luôn. Đây. Hiện tại mình đang ở ngoài sáng cho nên nó hơi chói nắng nha. Đây,
chụp hình rất là rõ luôn. Cái này nó chạm nút tăng âm lượng nha, nếu mình sẽ xử lý lại sao. Nói chung là mình sẽ bao cho mọi người cái chức năng ok hết. Ngoại hình này vỏ không có hay chày nhâm nhâm nha. À, hôm nay mình bán con máy này với giá là 800k, mã số là 104. Thì riêng con máy này mình có tặng sạc, không có bao phí ship nha. Này phí ship mọi người tự chịu, phí ship là 30k. Máy nguyên zin luôn nha mọi người, Realme C1 nguyên zin, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 4230, giá chỉ có 800k thôi, mã số là 104. Đây là một con Samsung Galaxy A02 nha, máy này là chính hãng của Samsung. Thì bộ nhớ của máy là 32GB, RAM là RAM 3GB nha, màn hình thì rất là sáng đẹp luôn. Cảm ứng mượt, và đây là cái phần chụp hình nè. Hiện tại mình đang ở ngoài sáng cho nên ánh sáng hơi chói nha mọi người, đây chụp hình rất là rõ luôn ha. Lưng thì lưng nhám màu xanh, đó, cũng khá là cứng cáp nè, cũng có chạy nhâm nhâm thôi, chạy rất ít. Thì hôm nay mình bán con máy này với cái giá là 900k, mã số là 105. Riêng con máy này mình có tặng sạc nhưng mà không có bao phí ship nha, phí ship là 30k, có tặng sạc đầy đủ luôn. Đó, đuôi sạc đuôi nhỏ nha. RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000, pin rất là cầm nha mọi người. Pin rất là cầm pin luôn ha, mình sạc đầy pin có thể sử dụng từ 3 đến 4 ngày nghe gọi nha. Pin rất là trâu luôn. Giá chỉ có 900k thôi, mã số là 105. Đây là một con Samsung Galaxy A50s nha. Thì con này thì màn hình mình đã thay rồi nha mọi người, màn hình linh kiện ha. Màn hình linh kiện nhưng mà rất là sáng đẹp nha. Cái nhưng mà sọc sọc chớp chớp này là mọi người thấy nó đang bị nhiễu sóng đó mọi người. Nhưng ở ngoài nhìn nó rất là đẹp nha, nó trắng sáng đẹp lắm, không có bị rợn sóng như thế này nha. Con này thì RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Thì đây là cái phần giới thiệu về thông tin của bộ nhớ máy nè. Nó nhìn nó hơi rợn sóng, rất là khó chịu nha mọi người, rất là khó chịu ha. Mình nhìn mình còn khó chịu nữa nè. Nhưng mà ở ngoài nhìn nó đẹp lắm nha, không gợn sóng nha. Vỏ sườn thì cũng cũ, cũng có chày xước rồi, chày nhâm nhâm nè. Thì hôm nay anh bán nguyên con máy thế này là giá 1.1 triệu nha, mã số là 96. Máy này mình có tặng sạc và bao luôn phí ship cho mọi người ha. Con này chụp hình nhìn cũng rất là đẹp luôn mọi người. Đây mình sẽ test cam cho mọi người xem nè, đó. Rất là sáng đẹp ha. Thì giá bán là 1.1 triệu nha, tặng sạc bao phí ship, mã số là 96. Đây là một con Samsung Galaxy A02s. Thì con này màn hình của máy là màn hình 6.5 inch nha, màn hình hiển thị rất là sáng đẹp luôn mọi người. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của bộ nhớ máy này nha. RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB, pin thì pin 5000mAh, con máy này pin cực kỳ cầm luôn nha. Màn sáng đẹp không ám mố nha, con này chụp hình cũng rất là rõ nè, cam trước cam sau sáng đẹp. Về phần ngoại hình thì vỏ lưng này lưng nhám nha, lưng nhám màu đen có hơi chày nhâm nhâm thôi. Thì nguyên con máy thế này hôm nay mình bán giá là 1.2 triệu, mã số là 99 nha. Đuôi sạc taxi, đuôi sạc lớn luôn mọi người. Thì 1.2 triệu, mã số là 99. Con này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn nha. Đây là một con Samsung Galaxy A21s nha. Con này thì màn hình 6.5 inch, màn sáng đẹp nha. RAM của máy là RAM 3GB. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin là pin 5000 nha. Đuôi sạc taxi, đuôi sạc lớn nha mọi người. Thì vỏ sườn cũng có chày xước như thế này, nói chung là cũng không có cấn mớp nứt bể gì hết ha. Màn thì sáng đẹp, chụp hình sáng nè. Đây chụp hình nè, đó, rất là sáng luôn ha. Thì nguyên một con máy như thế này, hôm nay mình bán giá chỉ có 1.2 triệu thôi nha, mã số là 98. Con máy này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Giá 1.2 triệu, mã số 98. Samsung nha, máy chính hãng của Samsung A21s này, sử dụng được tất cả các chức năng luôn nha mọi người. Màn đẹp to ha, máy này rất là cầm pin nè, pin cực kỳ trâu nè, pin 5000 rất là cầm pin luôn. Đây là một con Samsung A500, thì con này mình bán cho mọi người để chữa cháy thôi ha. Hai sim hai sóng, màn hình zin AMOLED nha, màn hình này rất là mỏng đẹp nha mọi người. Vỏ sườn mỏng đẹp nè. Con này thì hỗ trợ hai sim hai sóng, chụp hình đẹp rõ. Nói chung là máy nguyên zin ha. Cái khuyết điểm của con máy này thì pin nó không được cầm lắm thôi, tại vì nó cũng đã được sản xuất khá là lâu rồi nhưng mà nó còn zin đó mọi người, chưa ai sửa gì hết cho nên nó còn zin nguyên con luôn ha, pin nó không được cầm lắm nha. Thì con này mình bán cho mọi người giá chỉ có 450k thôi, mã số là 97. Máy này mình không có tặng sạc và không có bao phí ship luôn nha, bán chữa cháy luôn mọi người. Hai sim hai sóng, nghe gọi bình thường, các chức năng xem phim, nghe gọi rồi Zalo, Facebook ok hết luôn mọi người. Tính ra nó rất là rẻ tiền ha, chỉ có 450k thôi, mã số là 97. Đây là một con iPhone XS Max nha, con này thì màn green, men green, vỏ green luôn mọi người. Đây là phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây ha. Phiên bản iOS 16.3.1 nè, bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha. Về tình trạng pin hiện tại của máy thì con này mình cho mọi người xem tình trạng pin của máy đây. Pin còn 81% nha, này là pin green theo máy luôn nha mọi người, fade đi đầy đủ ha. Thì màn hình sáng đẹp nè, chụp hình rất là rõ luôn. Đây mình sẽ test camera cho mọi người xem, rất là nét nha.
Thì nguyên con máy thế này, lưng rất là bóng đẹp luôn mọi người, sườn thì có hơi nhăm nhăm nhẹ thôi. Nguyên con máy thế này mình bán giá 5 triệu rưỡi nha, mã số là 82. Máy này mình có tặng sạc và bao luôn phí ship cho mọi người luôn nha. Máy rất là đẹp luôn mọi người. Là một con Samsung Galaxy A11 nha. Máy này rất là đẹp luôn mọi người. Ngoại hình thì đẹp như mới, không chạy xước ha. Màn hình cũng sáng đẹp nữa nè. Thì RAM của máy là RAM 3GB nha. Con này là đây cái phần giới thiệu về thông tin của bộ nhớ máy nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin của máy là 4000mAh. Nguyên con máy rất là đẹp luôn mọi người, đẹp như mới luôn ha. Màn hình sáng đẹp, chụp hình cũng rõ nữa nha. Đây. Thì nguyên con máy thế này, hôm nay mình bán giá là 1 triệu chẵn nha. Đây là chụp hình rất là nét luôn mọi người. Rất là sáng ha. 1 triệu chẵn nha, mã số là 100. Máy này mình có tặng sạc và bao luôn phí ship cho mọi người nha. Đây là một con Samsung Galaxy M20 nha. Thì con máy này là RAM 3GB nha mọi người. RAM 3GB, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin là pin 5000mAh. Máy này pin rất là trâu luôn ha. Màn hình nó có mấy cái đốm sáng nhỏ xíu như thế này, không ảnh hưởng nha, lên hiển thị rất là đẹp. Con này thì chụp hình cũng rất là rõ nét nè. Đây mình sẽ test camera cho mọi người xem. Đó, chụp hình rất là sáng ha. Thì nguyên con máy thế này, vỏ sườn màu xanh bóng nha. Vỏ này chưa có chạy xước gì hết luôn, vỏ còn rất là đẹp. Giá bán của máy là 1 triệu chẵn nha, mã số là 103. Thì riêng con máy này mình có tặng sạc và bao luôn phí ship đầy đủ cho mọi người ha. Samsung nha mọi người, chính hãng của Samsung M20, pin rất là cầm luôn. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin là pin 5000 cực kỳ là trâu luôn nha. Giá chỉ có 1 triệu chẵn thôi nè, mã số 103, còn được tặng sạc và bao luôn phí ship. Là một con iPhone 6S Plus nha mọi người. Con này thì máy quốc tế. Con này mình đã ẩn iCloud ha. Này mình có thể nhập tài khoản iCloud của mình vô sử dụng được bình thường nè. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha. Con này là 64GB, bị mất vân tay rồi mọi người. Cái nút home này vẫn còn bấm được nhưng mất vân tay rồi nha. Tình trạng pin hiện tại của máy, để mình cho mọi người xem cái tình trạng pin của máy nha. Pin của máy hiện tại là còn là 100%, dung lượng pin còn rất là cao ha. Chụp hình đẹp nha, cam trước cam sau chụp hình đẹp. Để mình test cam cho mọi người xem nè. Đó, hình thì rất là rõ luôn. Thì nguyên con máy thế này mình bán là 1.250.000 nha, mã số 91. Máy này mình có tặng sạc bao phí ship đầy đủ cho mọi người luôn ha. 1.250.000, cái màn thì nó có hơi lót nhẹ nha mọi người. Cái màn nó bị đốm sáng rất là mờ trên này nè. Mình nhìn thấy nó có cái vệt vệt, cái hàng in dấu trên này nè. Đó, mình nhìn nghiêng thì thấy ha. Còn nhìn thẳng thì lên hình, lên màu nhìn rất là đẹp nha. Giá 1.250.000, mã số là 91. Đây là 6S Plus nha mọi người, 6S Plus. Đây là một con Oppo A15 nha. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32, pin của máy là 4230mAh. Màn hình thì màn 6.5 inch nha mọi người. Phiên bản Android hiện tại lên Android 10 nè. Con này thì màn rất là sáng đẹp nha. Chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nè. Đó. Thì hôm nay mình bán nguyên con máy như thế này. Giá chỉ là 1.2 triệu thôi, mã số 79. Vỏ thì vỏ cũ có hơi chạy xước nha. Cái này thì mọi người dán keo gì mua ốp lưng ốp vô nha. Đó, nguyên một con máy to, màn hình to ha. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 4230 nha. Thì giá bán chỉ có 1.2 triệu thôi, mã số 79. Con máy này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Là một con Samsung Galaxy A750 nha. Này là màn hình Dynamo AMOLED nha mọi người. Thì những cái màn hình Dynamo thì mọi người biết đó, nó rất là đắt tiền ha. Màn hình rất là sáng đẹp nha. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây, bộ nhớ máy nè. Con này thì RAM 4 bộ nhớ 64GB nha. Màn hình hiển thị đẹp, màn hình AMOLED đó mọi người. Con này chụp hình rất là rõ nét luôn. Để mình test cái camera cho mọi người xem nè. Quay cái cam sau lại ha. Đó. Cam chụp hình rõ nét sáng đẹp nha. Thì nguyên con máy thế này, máy rất là mỏng luôn mọi người. Có vân tay cho nút nguồn luôn nè. 3 cam sau, 1 đèn LED, máy rất là mỏng ha. Nguyên con máy thế này mình bán giá là 1.2 triệu nha, mã số là 83. Con này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn nha. Màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét luôn mọi người, rất là sáng đẹp nha. 1.2 triệu, mã số 83. Đây là một con Realme 7i nha mọi người. Con này thì máy rất là đẹp ha. Màn hình sáng đẹp, vỏ cũng không có chạy xước luôn. Đang chạy phiên bản Android 11 nè. RAM 8, bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Pin của máy là 5000mAh nha. Kích thước màn hình 6.5 inch. Con này thì cấu hình con này chơi game rất là ngon lành ha. RAM 8, bộ nhớ rất là nhiều nha. Bộ nhớ là 128GB. Cảm ứng mượt mà. Chụp hình thì rất là rõ sáng luôn. Đây, đó, rất là sáng đẹp nha. Máy ngoại hình đẹp như mới luôn mọi người. Rất là ít cái vết chạy xước nha. Nói chung là còn rất đẹp nè.
Thì hôm nay em bán nguyên con máy thế này là giá 1,8 triệu, mã số là 52. Con này mình có tặng sạc bao phí ship đầy đủ nha. Máy rất là mới luôn. Realme 7i nha mọi người. RAM 8 bộ nhớ là 128GB pin 5000. Máy rất là sáng đẹp ha. 1,8 triệu, mã số là 52. Là một con Samsung Galaxy J7 Plus nha mọi người. À con này mình chưa mở nguồn lên. Thì đây là một con máy màn hình riêng nha, J7 Plus, J7 cộng nè, màn hình riêng. À, hiện tại mọi người đang cảm thấy là cái màn hình nó hơi rợn sóng. Đây là nó do nhiễu cái sóng cái camera mình đang quay phim á. Chứ ở ngoài là nhìn nó đẹp lắm mọi người, nó không có rợn sóng ha. Nó hơi có lưu ảnh nhẹ thôi, nó hơi ám nhẹ. Từ phía này xuống đây nó ám nhẹ thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết. Thì những dòng mà màn hình AMOLED Samsung đời này tới bây giờ á, những cái dòng nói chung là tất cả các dòng màn hình AMOLED nói chung luôn, cái nào mà mình sử dụng một thời gian dài nó sẽ bị ám hoặc là lưu ảnh nha mọi người. Đây là trường hợp không thể nào tránh khỏi được ha. Đó, máy đang khởi động lên vô trong rồi nè. Thì ngoại hình đẹp nha, màu vàng gold rất là đẹp, rất là cứng cáp. Này là bằng hợp kim nha mọi người, ngoại hình thì vỏ sừng bằng hợp kim, màn hình riêng AMOLED. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây. Con máy này là RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy để mình cho mọi người xem nha. Đây, bộ nhớ nè, màn hình AMOLED nha mọi người. Thì máy này đang sử dụng bình thường các chức năng luôn. Mình mới mở nguồn lên cho nên nó lót hơi chậm nha. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 1,4 triệu nha, mã số là 72. Máy này mình cũng có tặng sạc bao phí ship nè, RAM 4GB đây. Bộ nhớ lưu trữ nè, RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Thì nguyên một con máy gin luôn mọi người, máy này chưa có sửa chữa gì cả, màn gin, men gin, vỏ gin luôn. Đặc biệt thì cái màn gin AMOLED thì giá trị nó rất là cao nha, rất là mắc tiền luôn mọi người. Thì hôm nay anh bán cả máy như thế này chỉ có 1,4 triệu thôi, mã số là 72. Máy này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Con máy này là bộ nhớ là 32GB nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ 32GB chứ không phải là RAM 4 bộ nhớ 64GB như mình nói vừa rồi nha. RAM 4 bộ nhớ là 32GB. Máy nguyên gin ha. Giá 1,4 triệu, mã số là 72. Và đây là một con Oppo A57. Thì con này thì rất là đẹp mọi người. Vỏ sườn màn hình nè, cái này nó đang bị dính keo nè, chùi ra là rất là bóng đẹp luôn ha. Đó, cái này đang bị dính keo nha. Và vệ sinh lại keo bụi nè, nó rất là đẹp luôn. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con Oppo A57 này nha. Đây, bộ nhớ lưu trữ là 128GB nè, màn hình 6.6 inch, pin 5000, RAM của máy là RAM 4+4 nha. Thì RAM 4+4 cũng như là RAM 8GB đó mọi người, nếu như mình chạy hết 4 RAM chính nó sẽ tiếp tục chạy thêm 4 cái RAM phụ nữa. Phiên bản gọi hiện tại lên gọi 13 nha. Chụp hình này rất là rõ nét luôn. Hai cam sao, một đèn led vân tay thì bên nút nguồn chỗ này. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha, mã số là 55. RAM 8 luôn nè mọi người, RAM 8 pin 5000 mà giá chỉ có 1,5 triệu thôi nè, mã số là 55 nha. Thì màn hình này mình cũng có thay rồi nha, màn hình này là màn hình gin linh kiện nha mọi người, gin linh kiện. Nói chung là nó cũng không có sáng đẹp bằng cái màn hình riêng, nhưng mà bên mình thì cái nào thay rồi mình đảm bảo cho mọi người là thay rồi ha. Cái này mình cũng có tặng sạc cho bao phí ship cho mọi người luôn nha. 1,5 triệu, mã số là 55. Đây là Oppo A57 nha. Thì ở đây mình cũng có thêm một con Oppo A57 nữa, nhưng mà con này giá anh bán cao hơn. Con này bán 1,7 triệu, mã số là 56. Thì tại sao mà nó cao hơn? Thì do ở đây là con này là cấu hình nó cao hơn nha. Cái này nè, cái miếng dán màn hình mình lột ra luôn. Con này thì RAM là RAM 8+4 nha mọi người. Hồi nãy máy kia là RAM 4+4, có nghĩa là RAM 8GB. Còn con máy này là RAM 8+4, có nghĩa là RAM 12GB ha. Kích thước màn hình là 6.56 inch nè, coi như là 6.6 inch đó. Pin 5000, bộ nhớ cũng là 128GB. Chụp hình đẹp, vỏ sườn đẹp ha. Thì hai máy này không khác gì cả, chỉ khác con cái là cấu hình RAM nó cao hơn xíu thôi. Thì con này hôm nay anh bán giá 1,7 triệu, mã số 56. Này mình cũng có tặng sạc và bao luôn phí ship nha. Máy rất là đẹp luôn mọi người. Rất là đẹp, những con máy này là đẹp như mới luôn rồi ha. 1,7 triệu nha, mã số là 56, Oppo A57. Đây là một con Oppo F9 nha. Thì con này là máy ngoại hình rất là đẹp mọi người. RAM là RAM 4GB, bộ nhớ lưu trữ 64GB. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 10 nha. Màn hình sáng đẹp, không ám ố, không chạy xước. Cái trên màn hình còn có dán miếng cường lực, miếng cường lực hơi bị nứt cường lực rồi nha. Cái này về
mình sẽ tháo cái miếng cường lực mình ra, mình sẽ dán cho mọi người một cái miếng cường lực mới luôn ha. Máy màu xanh bóng, chụp hình đẹp, thì nguyên con máy thế này hôm nay mình bán giá là 900k nha, mã số là 76. Máy chụp hình rất là ok nha mọi người, để mình test cam cho mọi người xem luôn nè. Đây. Đó, chụp hình rất là rõ nét luôn. 900k nha, 900k mã số là 76. Máy này mình có tặng sạc nhưng mà không có bao phí ship nha, chỉ có tặng sạc cho mọi người thôi. Đây là sản phẩm mình muốn gửi đến mọi người, một con iPhone 4G nha. Thì con này thì chức năng của máy thì chỉ dùng để nghe gọi được thôi. Thì hôm nay mình bán con máy này rất là rẻ luôn mọi người, chỉ có 300k thôi. Con máy này mã số là 50. Nứt kính lưng nha, con máy này dùng để nghe gọi hoặc có thể dùng để sưu tầm là cũng rất là ổn nha mọi người. Tại dùng iPhone 3 này nó ra, iPhone 4 này nó ra rất là lâu rồi ha. Thì giá bán chỉ có 300k thôi nè, mã số là 50. Thì hiện tại dòng này thì mình không có tặng sạc nha mọi người, 300k không có tặng sạc và không có bao phí ship luôn. Thì mọi người muốn lấy thêm sạc thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, máy thì đang sử dụng bình thường, vì lắp sim là nghe gọi thôi, rất là chắc chắn nha mọi người. Đó, bị nứt kính lưng thôi, màn hình rất là đẹp nha. Máy này máy nguyên zin luôn, có giá trị siêu tầm ha, hoặc là cũng có thể dùng để nghe gọi được. 300k, mã số là 50. Đây là một con Samsung Galaxy A510 nha. Thì con này là màn hình zin nha mọi người, màn hình zin AMOLED ha. Thì kích thước nhỏ gọn, máy này là máy nguyên zin nha, sản xuất là con này là A510S nè. Thì nứt kính lưng, máy đang sử dụng bình thường, hỗ trợ 2 sim 2 sóng, nứt kính lưng nha. Con này hôm nay mình bán giá là 600k, có tặng sạc đầy đủ cho mọi người luôn. Chụp hình thì cũng rất là rõ nha mọi người, màn hình AMOLED nha. Riêng cái màn hình AMOLED này á, hôm nay á, giá bán của máy của cái màn hình không đã là hơn 600k rồi nha mọi người, hơn 600k rồi. Cho nên mình bán giá này là chỉ bằng giá cái màn hình thôi. Ngày con này mình cũng có tặng sạc cho mọi người ha, nhưng mà không có được bao phí ship nha. Tặng sạc máy và sạc thôi, nứt kính lưng. Cái này vì mọi người mua cái ốp lưng mình ốp vô là sử dụng ngon lành ha, hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Đây là máy chính hãng nha. Con này thì RAM là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nha mọi người, RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình sáng đẹp ha. 600k, mã số 49. Samsung Galaxy, con này là Galaxy A12 nha. Thì con này hôm nay nó có cái mã số là, để mình coi đây là cái mã số mấy đây, 75. 75 nha. Màn hình 6.5 inch nha mọi người, màn hình 6.5 inch. Con này là RAM 6 nè, bộ nhớ lưu trữ 128GB, pin 5000 ha, pin cực kỳ là cầm ha. Màn hình thì sáng đẹp, cảm ứng mượt mà nha. Đây mình sẽ test cảm ứng cho mọi người xem nè. Đó, màn hình rất là sáng đẹp luôn. Hỗ trợ 2 sim 2 sóng, chụp hình cũng rất là rõ nét nè. Ngoại hình thì lưng nhám nha mọi người, xanh nhám, cũng có chày, chày ít thôi, cái này dính bụi. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 2 triệu chẵn nha, mã số là 75. Con này mình có tặng đầy đủ sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Tặng sạc bao phí ship 2 triệu, mã số 75 nha. A12, RAM 6, bộ nhớ 128, pin là pin 5000, hỗ trợ là 2 sim 2 sóng nha. Máy rất là ok nha mọi người, cầm rất là chắc chắn, lưng nhám nè. Máy này của chính hãng của Samsung luôn nha. 2 triệu, mã số là 75. Đây là một con Samsung Galaxy A30 nha. Thì con này cái nắp lưng hơi xấu với mọi người, máy nguyên zin luôn, màn hình zin Super AMOLED. Thì con máy này là màn hình zin rất là đắt tiền nha, hiển thị rất là sáng đẹp nè. Riêng cái màn hình máy này không, hôm nay cũng hơn 1 triệu rồi mọi người. Nhưng nguyên một cái máy như thế này mình bán giá chỉ có 1 triệu 3 thôi ha. Đây là phần giới thiệu về thông tin của máy nè. Bộ nhớ 32GB, RAM là RAM 3 nha, màn hình zin AMOLED rất là sáng đẹp luôn. Đây để mình test cảm ứng cho mọi người xem, cảm ứng rất là mượt mà nha. Những cái màn hình AMOLED thì cảm ứng nó rất là mượt. Về phần chụp hình thì đây là chụp hình cam của máy đây, nói chung là cũng rất là sáng đẹp ha. Khuyết điểm thì chỉ có vỏ sượng nó hơi xấu này, vì mọi người dán keo hay là ốp lưng vô nha. Giá bán là 1 triệu 3, mã số là 60. Con này mình có tặng đầy đủ sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Máy nguyên zin nha mọi người, màn hình zin AMOLED rất là đẹp nha. Đây là một con Samsung Galaxy A50S nha mọi người. Lưng thì lưng bóng nè, lưng rất là bóng đẹp nha. Lưng này lưng zin, màn hình này cũng là màn hình zin luôn. Màn hình còn có dán keo nha mọi người, có dán keo zin luôn nè. Nói chung đây là nguyên một con máy zin, chưa có sửa chữa gì cả hết ha. Còn zin luôn, màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì cả nè. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy đây, A50S ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 9 nha. RAM của máy đây, bộ nhớ lưu trữ nè, đây là mình xem cái bộ nhớ lưu trữ trước đi. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha.
Gam nè, gam của máy là con này hình như là gam 4GB đó mọi người, để cho nó lót vô ha. Gam 4 nha, gam 4 bộ nhớ 64GB, máy nguyên zin nha, màn hình zin Super AMOLED, con này chụp hình rất là rõ nét nè. Vỏ sườn cũng còn bóng đẹp ha, màu đen bóng nha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá 1,8 triệu nha mọi người, 1,8 triệu, mã số là 63. Con máy này mình có tặng đầy đủ sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Như con máy này mình có ốp lưng luôn nè, có ốp lưng luôn, tại khách bán có tặng mình lại cái ốp lưng cho nên mình có sẵn luôn ha. 1,8 triệu nha, mã số là 63, A50S cho mọi người, máy nguyên zin ha, chính hãng của Samsung nha. Đây là một con Samsung Galaxy J3 Pro nha, con này bán chỉ có 500k thôi, 2 sim 2 sóng, nghe gọi Zalo, Facebook, lướt TikTok là ok hết mọi người. Màn hình sáng đẹp ha, màn này thì nó dính màu đó mọi người, đây là dính màu, mấy quần quần này không sao hết nha, không ảnh hưởng gì ở bên trong hết, vẫn sử dụng được bình thường. Thì con này là RAM 2GB bộ nhớ 16 nha. Phiên bản Android hiện tại của con máy này là Android 8.0 đó, thì ngoại hình đây màu vàng gold, cũng có chạy ít ha. Con này camera chụp hình nhìn cũng khá rõ nha mọi người, đây nè đó, nói chung là nhìn cũng ok ha. Giá bán thì chỉ có 500k thôi nha, thì mình đồng ý nên cái cấp lệnh cho nó đó, 500k, mã số 88, sử dụng được tất cả chức năng nha. Dòng máy này mình không có tặng sạc và không có bao phí ship cho mọi người luôn ha. Đây là một con Samsung Galaxy A51 nha, đây là nguyên một con máy zin mọi người, màn hình zin AMOLED nha, 6.5 inch, nói chung là màn hình này rất là sáng đẹp ha. Đây là bộ nhớ lưu trữ nè, 128GB, RAM là RAM 6GB, pin 4000, máy nguyên zin mọi người, chưa sửa chữa ha, cảm ứng này rất là mượt mà, màn hình sáng đẹp không ám mố nha, chụp hình rất là rõ nè đó, chụp hình rất là sáng luôn. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này, lưng thì đẹp, vỏ có hơi chạy nhâm nhâm. Thì hôm nay anh bán nguyên con máy thế này là giá 2,7 triệu nha, mã số là 59, A51 cho mọi người, máy nguyên zin ha, chính hãng của Samsung. Máy này hỗ trợ là 2 sim 2 sóng nha. Đây cái phần giới thiệu về thông tin máy là phiên bản Android hiện tại là Android 11, màn hình rất là đẹp luôn. 2,7 triệu, mã số 59, đây là con A51 nha. Samsung Galaxy A12. À, con này là A12 nha. Máy chính hãng của Samsung nè, màn hình thì sáng đẹp. RAM của máy là RAM 4GB, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Máy này sử dụng pin 5000mAh nha, pin rất là trâu luôn. Cảm ứng thì mượt mà nè. Về phần chụp hình, đây là camera chính của máy đây, chụp hình rất là rõ luôn mọi người, rất là rõ nha. Mình sẽ cho mọi người xem cái phần giới thiệu về cái bộ nhớ ở cái đây, suối mây của máy nè, A12 suối mây ha, 2 suối mây. Phiên bản Android 13. Đó, chụp hình đẹp. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu đen nhám nha, lưng đen nhám, nói chung là cũng có chạy mà chạy rất là ít. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,5 triệu thôi nè, mã số là 66. Máy mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn ha. Máy này máy chính hãng của Samsung nha mọi người. 4 cam sao, 1 đèn LED. Chỗ này là nút nguồn có tích hợp vân tay luôn ha. Máy màn hình rất là sáng đẹp nha. 1,5 triệu, pin rất là trâu luôn. Mã số là 66. Đây là một con iPhone 11 Pro Max. Con máy này là máy nguyên zin, còn áp luôn nha, còn áp sức luôn nha mọi người. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây. Phiên bản iOS hiện tại là 18.1 ha, máy LLA nha, 64GB. Thì con này đang bị sim khóa, có nghĩa là máy này máy lock nha mọi người. Máy lock thì nó khác cái máy quốc tế ở một chỗ là nếu mình muốn sử dụng sim thì mình phải dùng một cái mảnh sim ghép riêng, mình ghép vô, ghép sim vô nữa là mình sử dụng bình thường như một cái máy quốc tế ha, nó không khác gì ngoài cái việc là mình có một cái sim ghép nữa kèm theo nha. Dung lượng pin là 83%, đây cũng là pin pin theo máy nha. Nguyên con máy này chưa có sửa chữa gì cả cho nên là tất cả đều còn pin hết luôn mọi người, pin nguyên con luôn ha. Màn hình rất là sáng đẹp nha, màn hình được dán cường lực rồi cho nên là mình không có thấy nó chạy xước ám ố gì hết luôn. Đây cam trước cam sau chụp hình rất là đẹp và sắc nét nha, cảm ứng thì mượt mà, Face ID đầy đủ nha mọi người, nói chung là con này không có lỗi lầm gì hết. Máy nguyên zin từ nhà sản xuất chưa bung phui luôn ha, mặt lưng sau màu trắng bóng nè, chưa có chày nha. Vỏ sườn này có hơi nhâm, cái này nhâm nhâm này mình mua chay đánh bóng sườn lên là rất là ok, máy này đánh lên là đẹp như mới luôn ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 6,5 triệu nha, mã số 65. Máy này mình có tặng sạc bao cái ship cho mọi người luôn nha. 11 Pro Max nha mọi người, nguyên zin, 11 Pro Max nguyên zin, Face ID đầy đủ, chức năng ok ha. Con cái là máy lock nha, muốn xài sim thì ghép sim vô sử dụng.
rất là sang luôn, máy rất là đẹp mọi người, đẹp như mới luôn ha. 6,5 triệu, mã số là 65. Đây là con Samsung Galaxy J2 Pro, máy này máy nguyên zin luôn mọi người, màn hình zin AMOLED ha, màn hình zin rất là sáng đẹp luôn, hỗ trợ được 2 SIM 2 sóng nha. Đây là phần giới thiệu về thông tin của bộ nhớ máy nè. Con này thì RAM là bộ nhớ thì 16GB, để RAM mình coi bao nhiêu mình cũng không nhớ là con này RAM mấy nè. RAM 1.5GB, bộ nhớ 16GB ha. Đang chạy phiên bản Android hiện tại của máy là Android 7.1 cho mọi người, 7.1 để sử dụng được các chức năng xem phim, nghe gọi, Zalo, Facebook bình thường hết. 2 SIM 2 sóng nha. Thì con này hôm nay mình bán giá rẻ cho mọi người để chữa cháy thôi, nói chung mà cũng nghe gọi xem phim thôi mọi người, không có chơi game gì được ha. 450k, mã số 58. Con này mình không có tặng sạc và không có bao phí ship nha. 450k mọi người, chụp hình rất là đẹp luôn, rất là rẻ tiền, rẻ hơn một cái máy của bắp bằng phím luôn. 450k J2 Pro nha, máy nguyên zin Samsung Galaxy A10s nha. Con này là máy nguyên zin luôn mọi người, nhưng mà có nứt kính chỗ này nè, đây nứt một đường như thế này, không ảnh hưởng gì nha. Cảm ứng mượt mà, để mình test cảm ứng cho mọi người xem nè. Đó, cảm ứng rất là mượt, nứt kính nhưng không ảnh hưởng gì luôn. Con này thì đây mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 32GB, RAM 2GB ha. Máy này pin 4000mAh, các chức năng bình thường, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, cam trước cam sau ok, chụp hình thì nhìn cũng khá được thôi mọi người chứ không có nét lắm ha. Chung mà cam con này thì không được rõ lắm nè, chân tay chỗ này ha. Ngoại hình thì vỏ sườn cứng cáp, nói chung là vỏ cũng có chày nhưng mà không có nứt bể. Cái viền chỗ này thì nó mẻ cái viền chỗ này nha. Thì bên mình bán máy cũ rồi, đã qua sử dụng cho nên là tình trạng thế nào mình báo đúng tình trạng mình bán nha. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 600k, mã số 69. Này mình không có bao phí ship nha mọi người. Máy này mình cũng không có tặng sạc luôn ha, vì mình tận dụng sạc nhà để mình xài nha. Thì rất là rẻ luôn, máy này mình xem phim, nghe gọi, Zalo, Facebook hoặc mua cho bé xem thiếu nhi cũng rất là ngon lành ha. 600k, mã số là 69. Đây là một con Samsung Galaxy S7 nha, S7A đó mọi người. Màn hình thì màn hình zin nha, dòng này thì không có màn linh kiện đâu, màn hình cong mà. Nứt kính nè, màn hình có nứt kính, nói chung là nứt kính đang sử dụng bình thường ha. Đó, màn hình nứt kính có hơi lưu ảnh là mình nhìn nó có cái bóng mờ dưới này nè, nứt kính nha. Còn cái rợn sóng là do bị nhiễu thôi mọi người, chứ ở ngoài thì nhìn nó không có rợn sóng nha. Đây là cái phần lưu trữ nè, bộ nhớ lưu trữ là 32GB, RAM của máy là RAM 4GB ha. Nứt kính xài bình thường, màn hình cong bo tràn viền nha. Để mình coi con này là sử dụng được mấy SIM đây. Máy này sử dụng một SIM nghe gọi thôi ha. Các chức năng thì sử dụng bình thường, xem phim, nghe nhạc, Zalo, Facebook là ok hết nha. Để mình lật cái cam sao lại đây, cho test camera cho mọi người xem luôn. Đây, đó, rất là sắc nét nha. Thì nứt kính nè, kính lưng cũng bị nứt ha. Hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 700k thôi nha, mã số là 64. Những con máy màn hình cong huyền thoại từng được rất là nhiều người săn đón ha, đình đám một thời. Hôm nay giá chỉ có 700k thôi, mã số là 64 nha. Con này mình có tặng sạc nhưng không có bao phí ship nha mọi người. Đây là một con Oppo A92 nha. Mình sẽ tăng độ sáng lên cho mọi người dễ nhìn nè. A92 phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 8+3 là 11GB đó mọi người. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, con này sử dụng pin 5000 ha. Màn hình rất là sáng đẹp nha, cảm ứng mượt mà đây, để mình test cái camera cho mọi người xem nè. Test cảm ứng cho mọi người xem. Đó, cảm ứng rất là mượt. Về phần chụp hình á thì máy này chụp hình là rõ nét sáng đẹp nha. Để mình mở cam lên nè. Bấm cho phép ha, máy này mình mới reset lại cho nên nó cần hỏi những cái lệnh, mình cho phép nó luôn nha. Đó, chụp hình rất là đẹp. Về phần ngoại hình thì lưng còn dán keo ha, lưng rất là bóng đẹp nha, màu đen bóng. Thì hôm nay em bán nguyên con máy như thế này là giá chỉ có 1,8 triệu nha, mã số của máy là 22. Máy này mình tặng sạc và bao phí ship đầy đủ cho mọi người luôn ha. RAM 8+3 nha mọi người, 11GB ha, bộ nhớ 128GB, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh nha, đuôi sạc taxi, giá là 1,8 triệu, mã số là 22. Đây là một con Samsung Galaxy Note 10 Plus nha. Màn hình cong rất hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Màn zin hơi lưu ảnh nhẹ thôi, lưu ảnh rất là nhẹ luôn nha. Đây là phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy nè. Con này là RAM 12GB, bộ nhớ 256GB,
màn hình rất là đẹp ha. Ở trên màn hình thì nó có một cái vết xước rất là nhẹ luôn mọi người đó, rất là nhẹ nha. Mặt lưng ngoại hình thì lưng còn dán keo nha, rất là bóng mới, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này với cái giá là 4,5 triệu nha mọi người, mã số là 81. 4,5 triệu thì giá bán chỉ bằng một cái màn hình của máy thôi ha. Và đây là cái màn hình của máy đây đó, giá rất là cao ha, giá 4,5 triệu chỉ bằng cái màn hình cái máy thôi. Trong khi hôm nay mình bán nguyên con máy thế này cũng là giá 4,5 triệu nha, mã số là 81, RAM 12GB, bộ nhớ 256. Đây cái màn hình mọi người nhìn thấy ở dưới này, dưới cái nền nó có hơi dạng dạng nè ha, đó, nó bị lưu ảnh rất là nhẹ nha, lên hình thì nhìn không có thấy, lên hình nhìn không có thấy. Cái này nếu như mọi người chuyển sang chế độ màn hình màu đen màu tối á thì nhìn tuyệt đối không có thấy luôn mọi người, hiển thị rất là đẹp nè, đó, hiển thị rất là nét nha. Rồi thì nguyên con máy thế này 4,5 triệu nha, mã số 81. Này mình có tặng đầy đủ phụ kiện và bao phí ship. Là một con Redmi 9A nha, máy nguyên zin rất là đẹp luôn mọi người, mà ngoại hình cứng cáp ha. RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin là pin 5000mAh. Con này mình sạc đầy pin thì sử dụng rất là lâu nha, có thể nghe gọi 3, 4, 5 ngày luôn mọi người, rất là cầm pin. Đây, bộ nhớ 32GB nè, RAM là RAM 2 ha. Phiên bản coi hiện tại là Android 10 nha. Máy này thì nguyên zin luôn mọi người, chưa có sửa chữa gì cả. Chụp hình rất là đẹp nè, để mình test camera cho mọi người xem. Đó, chụp hình rất là rõ ha. Mặt lưng nhám nha mọi người, lưng màu xanh nhám, rất là đẹp, cứng cáp luôn. Thì con này hôm nay mình bán giá là 800k, mã số 89. Con máy này mình có tặng sạc nha, tặng sạc nhưng không có bao phí ship cho mọi người ha, chỉ tặng sạc thôi. Đó, máy rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn mọi người, nguyên zin nha. Này đây là sản phẩm rất là thích hợp cho những người lớn tuổi đó mọi người. Mình không có nhu cầu chơi game, mình nên chọn con máy thế này đi. Màn zin sáng đẹp, màn hình rất là to nè, nhìn số chữ rất là rõ ha, pin thì rất là cầm, máy cứng cáp chắc chắn lắm mọi người. Giá chỉ có 800k thôi, mã số là 89. Một con Samsung Galaxy J700 nha, con này là 2015, màn hình zin AMOLED nè mọi người. Thì cái màn hình AMOLED thì mọi người biết là nó rất là sáng đẹp nha, rất là sáng đẹp luôn. RAM thì 1.5GB, con này thì bộ nhớ cũng là 16GB thôi. Hiện tại mình ra ngoài đó, nó cái màn hình mình quay nó bị nhiễu sóng đó mọi người, chứ cái màn này nó rất là đẹp nha. Đây mình sẽ tăng độ sáng lên nè, rất là sáng đẹp luôn. Màn hình zin nha, cái này là bị nứt cường lực không mọi người, không ảnh hưởng gì tới màn hình nha, bị nứt cường lực thôi. Chụp hình thì rất là rõ nè. Thì nguyên con máy thế này hôm nay bán chỉ có 600k thôi nha, hỗ trợ được 2 sim 2 sóng, nghe gọi xem phim Zalo Facebook bình thường hết nha mọi người. 600k, máy này mình không có tặng sạc và không có bao phí ship luôn nha. Này vì mình tận dụng cục sạc nhà để đỡ tốn chi phí nha mọi người. Lưng thì có dán keo nha, cái nắp lưng có mẻ chút xíu chỗ này, nhưng mà nắp lưng còn dán keo rất là đẹp luôn ha. Rẻ tiền lắm mọi người, chỉ có 600k nè, mã số là 86. Vivo V7 nha, thì đây là cũng là nguyên một con máy zin luôn mọi người, máy nguyên zin nha, Android 8.1 nè, RAM 4, con này RAM 4GB, để mình xem cái bộ nhớ của máy là bao nhiêu nha. Thì máy này máy nguyên zin, chưa có sửa chữa gì cả. Thì con máy này thì nó có một cái khuyết điểm là pin nó không được cầm lắm đó mọi người. RAM 4, bộ nhớ 32GB ha, máy nguyên zin, màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt mà nè, con này chụp hình rất là đẹp nha. Thì pin vẫn sử dụng được, nhưng mà mình báo trước là nó không có được cầm lắm đó mọi người. Vì muốn ngon lành thì mình sẽ thay thêm một viên pin mới cho nó ok ha. Đây camera chụp hình rất là đẹp nha, sử dụng 2 sim 2 sóng, xem phim nghe gọi Zalo Facebook bình thường hết luôn, máy nguyên zin. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 500k thôi nè, bằng một cái máy bằng phím của bắp bán trên thị trường thôi ha. Giá 500k, mã số 73. Thì con này do mình bán rẻ nên mình cũng không có tặng sạc và không có bao phí ship cho mọi người luôn ha. Vì mình tận dụng sạc nhà để mình sử dụng nè. Phí ship thì 30k nha. Hiện tại giá bán của máy là 500k, mã số là 73. Đây là một con iPhone 6G nha. Thì máy này là máy quốc tế nè, có ai lao hiện nha mọi người. Màn hình zin. Màn hình zin thì trên màn hình nó có cái đốm sáng nhỏ xíu chỗ này. Đó, thì máy cũ mà. Khuyết điểm như thế nào mình chỉ với quay cận cảnh cho mọi người xem luôn ha. Ai lo hiện là cái alo của chủ trước, mình không có mật khẩu để đăng xuất ra nên mình cứ để gì mình sử dụng bình thường, không ảnh hưởng gì nha. Chỉ cần mình không khôi phục cài đặt gốc lại là không ảnh hưởng gì, mình cứ vẫn sử dụng bình thường, vẫn tải được ứng dụng nha. Phiên bản iOS hiện tại là 12.5.7 nè, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Con này vân tay bị lỗi vân tay mọi người, không sử dụng được vân tay ha. Pin thì mình mới thay cho nên dung lượng pin tối đa là còn 100%. Đây cảm ứng rất là mượt mà nè. Đó, cảm ứng ngon lành ha. Chụp hình đẹp nha, con này chụp hình rất là rõ luôn, iPhone mà. Rồi ngoại hình cứng cáp, màu này là màu gay, nó hơi xám xám đó mọi người.
giá bán là 650k, mã số là 21. Con này mình cũng không có tặng sạc và không bao phí ship cho mọi người luôn nha. Mình tận dụng đi, mình lấy sạc nhà mình sử dụng, còn ai muốn lấy thêm sạc thì cứ liên hệ với mình nha. Samsung Galaxy S7 Edge ha, thì đây là con máy là màn hình cong nha, máy nguyên zin, màn hình zin hơi ngã hồng như thế này, con này màn hình bị ám rồi nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì, màn không nứt bể. Đây, máy này hỗ trợ 2 sim 2 sóng là phiên bản Android hiện tại là 8.0. đây là cái phần giới thiệu về bộ nhớ máy đây. Màn nó hơi hồng nha mọi người, nó ngã hồng như thế này nè, nói chung là không ảnh hưởng gì hết. Bộ nhớ là 32GB, RAM con máy này là RAM 4GB. Lưng còn dán keo rất là đẹp luôn. Để mình test cảm ứng cho mọi người xem nè. Cảm ứng thì rất cực kỳ là mượt mà nha, những cái dòng màn hình cong AMOLED cảm ứng nó rất là nhẹ luôn mọi người. Lưng bóng đẹp còn dán keo nè, lưng này còn đen thì dán keo ha. Hôm nay bán con máy này chỉ có 850k thôi, mã số 71. Thì máy này mình có tặng sạc cho mọi người ha, không có bao phí ship nha. 850k mã số 71 S7 Edge nha. Đó, màn hình cong, lưng còn dán keo rất là bóng đẹp. Đây là một con VS Max Active 3 nha mọi người. Nói chung là con máy này đẹp như máy mới luôn rồi. Cái viền thì màn hình AMOLED, cái viền nó hơi bong keo này chút xíu nha. Thì cái này là vì mọi người mua cái miếng cường lực full á, dán lên thì nó sẽ che phủ được cái viền đó, không ảnh hưởng gì hết nha. Con này là RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Đây là hai số email để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản thôi hiện tại là Android 10 ha. Máy này cam thục nha, chụp hình rất là đẹp luôn. Chụp hình rất là rõ nét nè, cam trước, cam sau chụp hình đẹp. Đó, rất là rõ luôn. Vỏ sườn thì bóng đẹp như mới ha. Thì hôm nay bán con máy này giá là 1.700.000 nha, mã số là 41. Máy nguyên zin luôn mọi người, rất là đẹp nè. VS Max Active 3, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha. Giá 1.700.000, mã số 41. Đây là một con Samsung Galaxy A23 nha. Màn hình này rất là sáng đẹp nha mọi người. Nhưng mà ở dưới cái nền màn hình nó có mấy cái đốm sáng nhỏ nhỏ nè, không ảnh hưởng gì nha. Khi nó hiển thị lên thì máy này rất là đẹp luôn. Đây là cái phần giới thiệu về bộ nhớ máy đây. RAM thì RAM 6GB nha, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về phiên bản nè. Đây, 2 sim 2 sóng ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 14. Máy này hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Chụp hình rất là sáng đẹp luôn mọi người. Đây, rất là rõ nét nè. Thì nguyên con máy thế này hôm nay mình bán giá là 2.000.000 nha, mã số là 80. Vỏ sườn màu xanh, vỏ này cũng có chày mà chày nhăm nhăm rất là ít nha mọi người. Đó, nguyên con máy như thế này. Pin thì pin 5.000 nha, pin rất là cầm luôn. Giá bán là 2.000.000 chẳng nha, mã số 80. Con này mình có tặng đầy đủ phụ kiện và bao luôn phí ship luôn. Là một con Redmi 8 nha mọi người, Redmi 8 ha. Thì con này là màn hình zin, nguyên một con máy zin luôn nha. Màn hình là sáng đẹp nè, màn hình sáng đẹp. RAM của máy, đây là cái phần giới thiệu về thông tin của bộ nhớ máy và RAM ở đây nè, chỗ này ha. Bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Phiên bản Android hiện tại là Android 10 nha. RAM của máy là RAM 3GB. Đó, màn hình thì nó có hơi vàng nhẹ cái góc chỗ này ngay cái tay mình chỉ nha. Nhưng nó vàng nhẹ thôi, hiển thị lên thì rất là đẹp, không ảnh hưởng gì hết mọi người. Chụp hình thì cũng rất là rõ nét nha. Đây mình sẽ test cam luôn đó, rất là rõ nè. Thì nguyên con máy thế này mình bán giá chỉ có 700k thôi, mã số là 45. Con này pin 5.000 nha, pin cực kỳ trâu luôn. Vỏ thì có hơi xấu nha mọi người, vỏ có chạy xước khá là nhiều. Máy này có hỗ trợ tia hồng ngoại luôn, có thể dùng để điều khiển cái thiết bị thông minh trong nhà mình được luôn nha. Giá chỉ có 700k nè, mã số là 45. Thì con này mình có tặng sạc cho mọi người nhưng mà không có bao phí ship nha. 700k rất là rẻ tiền luôn mọi người, pin trâu ha, pin 5.000 cực kỳ là cầm pin luôn. Là một con Vivo Y21 nha. Con này thì rất là mỏng đẹp luôn mọi người. Vỏ sườn này rất là mỏng nha. RAM là RAM 4+1 nha. Để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này đây. RAM 4+1 nè. Android hiện tại là Android 12. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Đó, thì nguyên một con máy thế này hôm nay mình bán giá là 1.500.000 nha. Mã số là 86. Lưng này còn đang được dán keo nha mọi người. Hai cam sao, một đèn led, nút nguồn có tích hợp chân tay luôn ha. Lưng còn dán keo, sườn thì có chày hơi nhăm nhăm nha. Máy đã qua sử dụng cho nên có chày rồi mọi người. Màn hình này hiển thị sáng đẹp ha, không ám mố, không chày xước gì luôn. Đó, nguyên một con máy thế này, chụp hình rất là rõ nét nè mọi người. Thì con này mình bán giá là 1.500.000 nha. 1.500.000, mã số là 86. Đó, nguyên một con máy đẹp như thế này luôn ha. Máy này mình có tặng sạc và bao phí ship cho mọi người luôn. Hỗ trợ 2 sim 2 sóng nha.
Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng thì nhấc máy lên gọi trực tiếp số điện thoại đang ghi trên góc màn hình 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những người nào ở gần mình có thể đến trực tiếp xem và test máy nha. Mình ưng ý con máy nào đó thì mình mua về, mình mang về mình sử dụng ha. Bên mình thì máy rất là nhiều luôn mọi người. Giá thì dao động từ 400k ha, 300k cho tới là 6 củ rưỡi đổ lại thôi ha. Đa dạng giá và cái cấu hình cũng rất là đa dạng luôn mọi người. Những người nào ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người, mình được kiểm tra trước khi thanh toán, đúng hàng đúng máy mình mô tả thì nhận nha. Không đúng thì cứ hoàn trả cho mình, không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng mình ha. Thì để cho mọi người yên tâm mà sử dụng thì tất cả các dòng sản phẩm của mình đều được bảo hành 3 tháng, sửa chữa miễn phí nha. Bên mình thì sẽ có dán con tem như thế này, bên trên tem có ghi ngày tháng và năm luôn. Thì mình sẽ bảo hành bên trong máy nha, riêng cái vỏ sườn và cái màn hình, đặc biệt là cái màn hình ha. Ở đây mình cũng nói rõ luôn để khỏi phải gặp khó khăn gì sau này. Màn hình là mình sẽ không bảo hành nha. Nứt bể loạn liệt ám mố chạy xước gì đó. Có nhiều người nói mua máy về tự nhiên cái nó bể màn hình, sao không bảo hành cho tôi còn trong thời gian bảo hành mà. Thì mình cũng báo trước luôn, mình sẽ không bảo hành cái màn hình dưới mọi hình thức luôn mọi người. Có nghĩa là nứt bể loạn liệt ám mố chạy xước sọc xanh đen xám gì đó, mình sẽ không bảo hành, mình nói trước luôn cho nó dễ ha. Màn hình thì thường thường phải có tác động bên ngoài nó mới hư mọi người, chứ bình thường mình để như thế này không ai đụng tới sẽ chắc chắn thì không có hư nha. Cho nên mình cũng nói trước luôn là mình sẽ không bảo hành màn hình và cái vỏ sườn cũng vậy, chạy xước hay là cấn mớp gì đó là mọi người tự làm thì tự chịu, mình không bảo hành nha. Mọi người nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn ha, nhớ bấm vào cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình cập nhật video mới nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.